Các bạn ơi, các bạn ơi, Mini World sắp tới sẽ có một cái event mừng ngày sinh nhật 4 tuổi của Mini World đó mấy bạn ơi. Và trong cái event này á, sẽ có những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn dành cho những bạn fan của Mini World luôn nha. Đó chính là trong cái event này các bạn có thể nhận được những cái mảnh skin mới của Mini World, hoặc có thể nhận được cả ba lô hình con báo cực kỳ cute luôn nè. Đó, thì cái event này sẽ chơi thế nào đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia nha. Thì đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào trong cái trang web này, mình sẽ đăng nhập vào nha. Mình đã đăng nhập thành công rồi nè. Sau đó các bạn hãy kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy ở bên dưới đây có một cái phần gọi là câu hỏi nữa bạn. Các bạn chỉ cần bấm vào phần bắt đầu thì nó sẽ cho các bạn một số những câu hỏi và nhiệm vụ các bạn là hãy trả lời những câu hỏi này nha. Đầu tiên nè, vì sao báo tuyết lại ngậm đuôi của mình? Vì sao ta? Vì nó nghịch nha. Ok, mình sẽ chọn là nghịch thôi nè. Đó, chính xác rồi, mình đã trả lời được một câu rồi nè. Ôi trời ơi bạn ơi, mình trả lời từ nãy giờ mà mình trả lời đúng có một câu à. Trời ơi, xui thiệt chứ. Thôi không sao cả, nói chung là mình vẫn trả lời đúng một câu. Thì lên trên đây, mình đã nhận được một trái tim rồi nè. Đó, mình sẽ quyên góp nó nha. Bấm vào chữ quyên góp nè. Thì mình sẽ tích lũy được hai trái tim. Thì hai trái tim này á, quá ít cho nên là mình sẽ không thể nào nhận được mấy cái skin này đâu. Buồn ghê luôn á. Mình phải cần đến tận 20 tim, hoặc là 35 tim, hoặc là 50 tim thì mới nhận được nha. Ở đây mình có 2 tim mà cho nên không nhận được. Đó, các bạn hãy cùng với Phong gọi là tham gia cái event này để cùng nhau nhận được những cái skin, những cái ba lô hình con báo bông này cực kỳ dễ thương luôn nè, một cách miễn phí nha anh em. Rồi còn chân chơi gì nữa mà không vào ngay cái event này mà chơi đi nào. La 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 la. Trời hôm nay đẹp quá. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video Mini World mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video Mini World mới cho các bạn xem rồi đây. Và vẫn là câu nói quen thuộc và cực kỳ ám ảnh, đó chính là trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để lại một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho mình nha. Mình đã được gọi là 950k subscribe rồi bạn ơi. Mình gần đạt được 1 triệu subscribe đó. Bạn nhớ là đăng ký ủng hộ cho mình nha bạn, để mình kiếm được một cái nút vàng đem về cho Hero Team nha. À, thì hôm nay để ăn mừng gọi là gần đạt được 1 triệu subscribe, mình sẽ qua bên nhà của mèo Simmy để mình uống trà sữa bạn ơi. Trời ơi, dạo đây nghe nói Simmy bán trà sữa đắt hàng lắm. Qua uống trà sữa coi. À, nhầm nhầm. À, ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Hình như mình mới nghe ai la thì phải. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời trời, cái chuyện gì ta? Ủa vậy ta, có chuyện gì xảy ra mà anh làm sao vậy? Trời ơi, em nhìn xem mày nữa kìa. Nguyên một con ma đầu dài, tóc dài, trời ơi nó thè cái lưỡi vào tới phần chân luôn á, trời ơi nó cắn đầu người. Trời ơi, cái gì mà anh sợ vậy trời? Anh đang coi phim ma hay gì sợ dữ vậy? Thời buổi nào còn coi phim ma, coi phim ma giờ thành nhà quê á, thời buổi giờ người ta phải coi SCP. SCP hả? Ôi trời. Đúng rồi. À SCP, à em biết, hình như là lúc trước em cũng có coi SCP luôn nè. Nhưng mà có gì đâu mà anh làm gì anh sợ như vậy? Trời ơi, SCP này á, nó thò đầu ra, nó cắn người, xong có con này là còn bò dưới đất nè. Có con chui lên từ toilet nè, có con chui ra trong tủ lạnh là ghê lắm. Em hôm nào em thử coi thử xem em có sợ SCP không, em sợ mình đặt. Trời ơi là trời, xem mấy cái SCP này làm sao mà đã được. Anh phải em, xem em gặp SCP kiểu gì em chả la rồi, kiểu gì em chả sợ em mày. Trời ơi, anh nói hay quá. Em mà sợ, vậy bây giờ anh dám thi đấu với em không? Bây giờ em với anh sẽ cùng nhau đi đến trung tâm của SCP để gặp SCP ngoài đời thật luôn, để coi đứa nào sợ hơn đứa nào. Ê, không đi đâu, không đi đâu. SCP nha, nó mà gặp người nó ăn thịt người ghê lắm. Ôi dạ, ôi dịch sợ trời rồi. Gì đâu mà sợ, trời ơi, chỉ là người ta an toàn thôi, giờ người ta dịch bệnh ai người ta đi coi nữa trời. Trời ơi, lớn rồi còn sợ SCP rồi, thôi em đi coi mình cái đồ nhát gan. Bây giờ làm kèo đi, làm kèo đi, thằng nào sợ trước thằng này mất 10.000 kim cương chơi em. Chơi luôn, thằng nào sợ mất 10.000 kim cương rồi đi luôn. Đi mặt trời. À, trời ơi, bạn ơi, sáng nay mình tính đi uống trà sữa, ai về đâu dịch gạ kèo mình đi gặp SCP các bạn ơi. Rồi chơi luôn, hôm nay mình dẫn anh dịch đi đến trung tâm xem SCP nha bạn, để xem coi mình với anh dịch ai là người phải bỏ cuộc vì sợ đầu tiên nha. Ôi anh dịch bảo đảm sợ chắc rồi, người gì đâu lớn nhát gan. Ok đi hả bạn ơi. 1 hour later.
Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã dẫn anh Mr. Dịch cùng với mình đi đến gọi là trung tâm SCP rồi đó bạn ơi. Thì đây xin giới thiệu bạn, sau lưng mình chính là một cái trung tâm SCP mà đang cất giữ khoảng gọi là mười mấy con SCP các bạn ơi. Đây chỉ là một cái trung tâm nhỏ thôi, còn trung tâm lớn á thì nó còn cất giữ những con SCP nguy hiểm hơn nữa cơ đó. Bởi vì mình biết là anh Dịch nhát gan lắm cho nên là mình đưa anh Dịch đi đến cái chỗ này á. Chỗ này chỉ là chỗ nhỏ, chỗ bình thường thôi, chứ chỗ mà lớn quá anh Dịch chắc tè ra quần luôn á bạn ơi. Ôi trời ơi, Dịch sợ quá, Dịch úp mặt vô tường luôn rồi hả? Gì đâu, trời ơi, đây người ta đang gọi là hít thở để lấy tinh thần rồi. Mấy con SCP bình dương rồi, không sợ là SCP trong này. Rồi ok, SCP bình dương. Này Dịch, em nói anh nghe là trước khi vào trong đó thì em cần phải đưa cho anh bộ giáp này để anh mặc vào. Anh phải có giáp anh mặc vào á thì anh mới gọi là có sức khỏe, anh mới gọi là chống chọi lại được mấy con SCP, hiểu không? Ở có rồi hả? Ở có rồi thôi, khỏi đưa nữa. Trời ơi, bạn tưởng mình là ai, mình cũng có đồ chứ bạn. Trời ơi, cuộc chơi này là cuộc chơi 10 ngàn kim cương, công bằng. Ok, vô luôn. Xin giới thiệu Dịch, đây chính là những anh bác sĩ ở trong gọi là cái trung tâm SCP này. Rồi Dịch ơi, đi qua đây em chỉ cho anh coi SCP nè, qua đây. Phong ơi, phong, anh phát hiện ra trong này có một hotboy. Hotboy đâu? Đây là ba cô đang xin chữ ký một hotboy. Trời ơi, tào lao, mấy ông hot boy trong cái bệnh viện SCP này làm sao mà đẹp trai bằng em được. Thì đây, xin giới thiệu anh, SCP đầu tiên chính là SCP-999. Đó, là một con SCP gọi là slam màu vàng, cục slam màu vàng, Dịch biết không? Đó. Slam màu vàng hả? Đúng em rồi là, nhưng mà nó bị nhốt rồi, mà đâu có thấy gì trong chuồng đâu. Đây, để em cho anh vô coi nè, từ từ để em xíu, lắp cái chìa khóa vô nè. Bởi vì mấy con này nguy hiểm lắm cho nên phải có chìa khóa. Rồi, vô nè. Ồ, vô đây Dịch. Vô đây nè. Đâu? Xin giới thiệu anh, đây chính là SCP cục slam màu vàng. Con SCP này là một con SCP cực kỳ dễ thương luôn, và khi mà mọi người chúng ta, con người chúng ta mà buồn á thì con SCP này nó sẽ kiểu gọi là nó sẽ kiểu giống như là nó diễn hài á anh, nó làm mấy cái trò hề á cho mình coi để mình vui á, anh hiểu không? Đó. Ồ, con này nhìn nó đẹp à. Mà mình nhìn nó hiền hiền, thì con SCP này thuộc dạng lành đúng không? Đúng rồi, con này thuộc dạng cực kỳ gọi là hiền lành luôn, không hề nguy hiểm chút nào hết. Ồ, nhìn mặt cưng quá trời, nhìn y hệt cái trứng gà mà em hay ăn Dịch, em thèm bỏ vô cái chảo ấp la nó ghê luôn. Đi thăm con khác đi, trời ơi. Ok, ngay rồi, ăn con nó rồi. Rồi, tí nữa chắc em trong phòng xíu nữa chắc em ăn thịt nó luôn á. Ok, qua đây. Ok. Rồi, SCP tiếp theo sẽ là SCP nguy hiểm nha Dịch. Đây, xin hiểu anh, SCP tiếp theo là SCP tào lao. SCP này người ta là tượng cổ, người ta đâu cần mặc đồ đâu. SCP này là SCP-173. Đó, thì con SCP này nè là một con SCP gọi là cực kỳ nguy hiểm nha anh. Có nghĩa là khi mà anh nhìn thẳng vào nó đó thì nó sẽ đứng yên một chỗ, còn khi mà anh quay mặt đi chỗ khác thì nó sẽ ngay lập tức dịch chuyển lại chỗ anh và bẻ cổ anh luôn. Ôi, thấy không? Trời ơi, nó dịch chuyển cả, thấy không? Ôi, đừng nhìn nó nữa, anh ghê lắm, mình ngắm ở ngoài này được đây rồi. Em cho anh xem nè, đây, khi mà nhìn nó đúng không thì nó sẽ đứng im. Ui, nó bẻ cổ em nè. Ôi, em mất máu quá trời luôn. Ôi, chạy. Con này ghê quá, nó đòi bóc cổ mình kìa. Thôi, ôi, nguy hiểm quá, chạy. Trời, nguy hiểm quá bạn ơi. Ôi, tao nhớ tên mày rồi, mà chết rồi. Mình mới vô cái phòng của nó xíu thôi mà nó bẻ cổ mình mất hết nửa ống máu luôn bạn ơi. Ghê vãi. Ok rồi. Hả sao anh? Bên này có con SCP thò lò nè. Con này người ta gọi là SCP-250, là một con SCP khủng long nhưng mà nó chỉ là bộ xương ha anh. Nhưng mà con này nó cực kỳ nguy hiểm luôn cho nên mình không nên xem nó trước đâu, mình xem con khác đi. Ok đi em, qua đây. Con nào mà SCP này nó hung dữ nhiều hơn SCP hiền ha. Đúng rồi, SCP thường thường toàn là nhiều những con hung dữ không à, hiền thì ít lắm. Ok, hồi nãy là em cho anh coi một con hiền rồi đúng không? Rồi một con dữ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục coi thêm một con hiền nữa. Qua đây. Em sẽ cho anh coi một con SCP cực kỳ hiền luôn. Thì SCP này là một con SCP có dạng hình cục kẹo anh ơi. Đây, qua đây. Đây, vô đây. Ủa, SCP anh tưởng nó là con vật chứ sao lại là đồ vật được? Hả? Được mà. SCP là từ con vật đến gọi là đồ vật luôn, nó có thể là SCP hết. Ghê không? Ồ, vậy là em biết rồi, kiểu gì cũng có một con SCP là giấy chủ đích. Tào lao, SCP làm gì có SCP giấy chủ đích. Qua vô đây, vô anh coi nè. Anh cũng trao để làm gì cho mình có ăn nó mày? Được chứ, anh chỉ cần lít chuột phải vào nó thì anh sẽ lấy được kẹo. Đó, lấy nè. Lấy nè. Hello em kẹo, cho anh mờ lèm cái. Lấy hết kẹo của em nó luôn rồi, ăn nè. Ăn. Cái này ăn được đúng không? Đó, hồi máu nè, thấy không? Ăn nè, hồi máu nè, thấy không? Cái này là giúp gì đây? Cái này hồi máu nè, con này có tác dụng quá hả? Đúng rồi, cái kẹo này là khi mình ăn vào á là mình sẽ gọi là hồi phục được sức khỏe. Và cái này á, đặc biệt hơn chỗ á là anh lấy bao nhiêu cũng không bao giờ hết. Đó, ghê không? Con SCP này từng xuất hiện ở trong truyện cổ Việt Nam á, nó chính là niêu cơm thạch xanh cover. Tào lao, niêu cơm của thạch xanh là khác, niêu cơm thạch xanh là ra cơm. Còn cái này là nó ra kẹo, anh hiểu không? Đó, mấy bạn fan thấy SCP gọi là tự tạo ra kẹo có hay không? Chắc
chắn có nhiều bạn sẽ rất là thích con SCP này luôn, bởi vì lúc nào cũng sẽ có kẹo để ăn. Trời ơi, khỏi cần phải đi mua. Hả? Phong ơi. Gì anh? Ngoài này cũng có con SCP nhìn cái quá nè. Tránh ra em xem, Ôi, SCP này. Ôi, anh ơi, SCP này thuộc dạng là cực kỳ nguy hiểm á nha. Anh biết lý do vì sao không? Em kể anh nghe nha. Bởi vì á, con SCP này chính là SCP-096, là một loại SCP mà nó cực kỳ xấu xí luôn. Nó gầy gò ốm yếu y như lọng siro vậy đó. Và khi mà chúng ta nhìn vào nó thì mặc dù nha, nó nhìn nó xấu xí vậy thôi, nhưng mà lòng tự trọng nó cao lắm anh. Chúng ta không nhìn thấy nó thì không sao nha, chứ chúng ta mà nhìn thấy nó thì nó sẽ cực kỳ gọi là sao ta, tức giận luôn. Anh biết sao? Vì sao vậy? Nó ghen tị vì mình đẹp trai nó hả? Đúng rồi, bởi vì con này nó xấu trai quá mà. Anh nhìn này không? Nhìn cái mặt của nó đi, xấu hay là xấu, mà cái người của nó thì ốm nhom nhách y như là gọi là mấy thằng điện vậy. Em mở đi, anh vô anh coi nó coi. Đúng rồi, nhưng mà anh nhớ nha, nhìn nó xong mà chạy ra ngoài liền nha, không thôi là nó bóp cổ anh, nó giết anh luôn á. Con này nó nhanh lắm. Con này à? Nhưng mà nó bị nhốt kỹ lắm rồi Phong ơi. Thì đúng rồi, nó phải bị nhốt vào trong đây chứ nó mà ở ngoài mình thấy nó là nó bóp cổ mình sao. Đây, bây giờ à, em ở cửa cho anh chui vô nha. Vô đi. Chạy đi. Trời ơi. Ôi, trời nó ngồi ngoài cửa kìa. Mất dạy. Cậu ngoài cửa rồi thằng nào lắm ta. Giờ sao ra ngoài để dịch, nó ngồi ngoài cửa kìa. Giết luôn. Mày dám ngồi ngoài cửa hả? Ngồi ngoài cửa không cho tao đi hả mày? Mày đứt mình à. Quay mặt mày, ngon quay mặt mày đây. Ui, cái kìa, ui. Nó khóc kìa anh. Ôi, anh biết sao không? Mỗi khi mà nó con này nó mạnh quá à. Con này mỗi khi mà nó mà khóc quá, con có nghĩa là nó đang giận á, nó đang kiểu như là nó hoảng sợ bởi vì khuôn mặt của nó xấu quá đó. Chạy. Con này chạy. Ra ngoài anh. Ôi trời ơi, nhìn cái mặt của nó ra ngoài nè. Ôi thỏ đậu ra ngoài nè. Trời ơi, nó muốn ăn thịt hai anh em mình anh ơi. Ôi gớm quá, đi. Không giỡn mày nữa, Ôi trời ơi, anh thấy sợ mà anh chứ em thấy sợ lắm luôn á. Khỏi té quần rồi nè. Dịch té nó quần luôn hả? Lại lên về té quần. Ok rồi. Rồi em sẽ giới thiệu anh con SCP cuối cùng hôm nay nha. Đó chính là SCP cá sấu khổng lồ cực kỳ nguy hiểm. Cá sấu khổng lồ nghe ghê vậy? Đúng rồi, vô đây em cho anh xem nè. Một bây giờ chuồng hả? Anh đi xuống dưới đó đây, em sẽ cho anh xem. Đâu? Ok đây. Tầm ba con cá sấu này em sợ gì đâu. Thả cho anh, lần xưa anh chưa giật cá sấu cực. Cái gì? Rồi đây, em sẽ thả con cá sấu cho anh xem nha. Thả Bum. Ra rồi con cá. Rồi đó. Rồi. To quá. Trời ơi, con cá sấu siêu to khổng lồ. Ôi, nó chạy ra ngoài nè. Ôi, khoan, mình phải lấy cái gì đó mình lắp lại. Ôi. Ồ. À, con cá sấu này nó không cắn em anh ơi. Cá sấu này nó không cắn em. Ủa sao nó cắn em vậy? Có lẽ là con này là thú cưng của em rồi, xong nó cắn chết dịch luôn rồi. À, thú cưng ơi, qua đây em, qua đây. À, con này là thú cưng của em. Đi nuôi cái gì không nuôi, luôn con cá sấu khổng lồ đấy. Trời ơi, em thích hàng lạ mà em nuôi cá sấu luôn, vậy thấy em ghê không? Ở con này nó không cắn em, nó chỉ cắn dịch thôi. Đừng mè mè, mình coi từ đường xa mình lại gần nó cạc mình chết. Cắn dịch chết. Nó lòi xương ở hông đó kìa. Đúng rồi, con này là SCP bị lòi xương mà nè, máu me không à. Con này thuộc dạng gọi là nguy hiểm luôn nha, không phải bình thường đâu nha. Thôi được rồi. Chơi với nó đâu. Em đừng chạy, nó quay lại luôn cầm chim. Qua đây đi, cắn dịch đi con. Ôi, vậy là dịch sợ rồi nha. Vậy là em chiến thắng rồi nha dịch. Ok bạn ơi. Chạy. Dạ, dịch dám mắng em hả? Được rồi, dịch dám mắng em hả? Dịch đâu rồi? Em thả ra cho nó cắn dịch nè. Ê, bảo nha, không được bắn em nha. Ra đây anh, ra đây em chỉ cho anh coi này nè. Ra đây. Không coi gì hết. Không coi gì hết. Hey, chỉ là bám tường của Siro Official. Hey. Khủng long, chịu thôi. Oh, Phong Cận đã biến thành SCP rồi các bạn ơi. Phong Cận chính là một con SCP. Đúng rồi, em chính là SCP cá sấu đây. Giết rồi, SCP. Để em ăn thịt anh, đứng lại, xuống đây cho em ăn thịt, em ăn thịt anh các anh. Đúng, em bắt được anh. Xuống đây anh ơi. Hey, ngon, vô solo nào. Vô solo nè. Solo, cắn solo. Cắn dịch nè, SCP cắn dịch. SCP cắn nè. Cắn cái chiếc leo luôn nè. Cắn nè. Bắt cua nè. Chết dịch đi. À dịch nè, ăn thịt dịch luôn. Sức khỏe chưa? Ăn thịt dịch luôn. Tại vì em là SCP mà, em cắn cái là anh chết queo luôn. Ok bạn ơi. Khỏe thật chứ. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè mình đã gọi là dẫn anh Dịch đi đến trung tâm SCP và mình đã biến thành SCP để mình hù anh Dịch luôn bạn ơi. Và anh Dịch đã sợ rồi, coi như là trận đấu này là mình chiến thắng mấy bạn ơi. Đó, Dịch chịu thua rồi nha. Ok, và mình nghĩ rằng video bên đây cũng đã dài rồi và mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè,
và nhớ vào đó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, cũng đừng quên là đăng ký họ cho thành viên của Hero Team đó nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi SCP không cần, bye bye mọi người. Ok vậy đây SCP hình con vịt, hãy chào mọi người đi. Hey SCP 1995 chào mọi người. Ok chết đi.